Shop hàng nhà đồng điện xin kính chào các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác cái chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR3, một cái mẫu bán cực kỳ chạy vì là giá thành rất hợp lý, mà lại đầy đủ tính năng đẹp như những con TR7. Con này hiện tại em báo giá là em đang bán 5,5 triệu, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Tình trạng về máy này thì phải nói với các bác là hình thức cực đẹp luôn ạ. Hình thức đã spa mẫu, tân trang cho nó đẹp, long lanh để phục vụ các bác vừa rửa vừa trưng bày trong gian bếp. Các bác có thể nhìn qua là mặt mũi này sáng sủa đẹp nhé. Tất cả mọi thứ ok, long lanh đẹp hết. Lưng sườn cũng đã làm đẹp các bác để cho nó bắt mắt, sườn rất là đẹp này. Bên này rất là đẹp nhé, đẹp luôn. Rửa với nước nóng 80 độ C này, công nghệ Econavi tiết kiệm điện. Đây, các chu trình thời gian sấy đầy đủ, nội thất cực đẹp, cực sạch luôn. Dòng chỉ có một chút chỗ này hơi mốc một tí, không đáng kể các bác nhé. Đấy, không đáng kể một tí đấy. Tổng thể nội thất cực sạch đẹp luôn. Đây, rất là mới, đẹp. Mọi thứ đã vệ sinh rất là đẹp, đã test rửa nước nóng ok này. Đây là một cái con máy em khẳng định với các bác là cực kỳ chất luôn. Hình thức tổng thể cực đẹp. Rất là hiếm những con máy TR3 đẹp như này. Máy rửa bát Nhật các bác biết rồi, rửa hoàn toàn bằng nước nóng, rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác nào mà đã dùng máy rửa bát rồi thì khi rửa tay thì thấy là mình rửa rất là bẩn. Máy xếp được 12 cái bát con, mỗi ngạnh 6 cái này, 6 cái cốc. Đấy. Ở đây 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa, bát ô tô, các cái đĩa nhỏ. Đấy, mình nói chung mình xếp vào đâu phù hợp. Đây là dây bên sau đun nước. Đấy, nhiều bác hỏi cho bột rửa vào đâu. Bột rửa các bác có ném thẳng vào đây cho em nhé. Đấy, còn đây là thiết kế để cho bột rửa này. Nhưng nếu các bác cho viên rửa thì cho vào đây nó không tan được đâu ạ. Tốt nhất mình bột rửa hay viên rửa thì mình cứ ném thẳng vào đây. Thực ra cho vào đây thì nó cũng chảy xuống dưới thôi. Đấy, cứ cho thẳng vào đây hoặc là ném thẳng vào bên trong. Đấy, mỗi một lần rửa các bác thích thì có cho khoảng nửa thìa bột rửa vào. Đấy, máy rửa hoàn toàn bằng nước nóng hết. Vào mùa đông này mà nhà có máy rửa bát thì còn gì tuyệt vời bằng ạ. Máy rửa bát thì nó thực sự nó làm cái vật gì đó, cái chiếc máy mà vẫn rất là nhiều chị em ao ước có. Nhiều khi rất là muốn mua nhưng mà chỉ chờ ông chồng nào tâm lý để mua cho thôi ạ. Còn bây giờ chị em mà bảo là mua máy rửa bát lại sợ là chồng hay là mẹ chồng lại bảo là sợ lười có mấy cái bát không rửa được. Đấy. Nhưng mà thực sự ra là đến thời buổi bây giờ Việt Nam mình cũng rất hiện đại rồi. 20 năm trước thì cái máy giặt nó rất là ghê gớm. Nhưng đến bây giờ thì các bạn sinh viên ở trọ cũng sắm máy giặt. 1-2 triệu cũng có cái máy giặt cũ. Máy rửa bát thì cũng như vậy thôi. Vài năm nữa thì thực sự nó rất là phổ biến. Em nhắc lại giá con này nữa một lần, em bán 5,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn nữa nhé. Đổi nguồn là vì là máy này máy Nhật chạy nội địa điện 100V, cho nên là cái điện lưới của mình là điện 220V. Muốn dùng được thì bắt buộc là phải có cái cục li hoa đổi từ 220V xuống 100V để phù hợp cho máy. Con máy xuất sắc luôn. Các bác nhé. Xin chào các bác.